Trước mắt các bạn là một kệ rượu bằng đá Thái Anh. Kệ rượu nó có thể đựng được 3 chai các bạn ạ. 3 chai rượu. Đây là anh em thiết kế cho rượu vang và loại rượu champagne lớn hơn. Còn anh em lấy 3 chai rượu vào để tượng trưng cho các bạn. Đây là một kệ rượu được anh em làm từ viên đá bán quý phong thủy Thạch Anh, dành cho những cô bác có điều kiện, vừa đam mê rượu lại có thể có một kệ rượu độc đáo, độc nhất và không đủ hàng để bày bạn trang trí và tạo năng lượng dương cho khu vực nhà bếp hay quầy thu ngân hay một góc không gian phòng khách. Từ những cục đá Thạch Anh thô tự nhiên của Việt Nam, anh em tạo ra, chế tác ra cục đá kệ rượu bằng đá phong thủy này. Đây là cục đá Thanh Hồng các bạn nhé. Ánh sáng chiếu qua tạo ra soi hồng bên trong. Nếu các cô các bạn thích chơi thì có thể lắp đèn phía dưới, đèn bên dưới sẽ chiếu sáng lên. Kệ rượu này rất là sáng các cô bác ạ. Đá Thạch Anh có thể chế tác ra nhiều vật phẩm phong thủy khác nhau như thiềm thừ, rồng châu ngọc hay những quả cầu hay những chén đá phong thủy. Cảm ơn các cô các bác đã xem video của anh em nhà sàn Thái Nguyên. Anh em nhà sàn Thái Nguyên xin chào, chúc các cô bác luôn vui vẻ và năng lượng.